chắc chắn là video đầu tiên về dòng loa này trên YouTube đó mọi người. Loa Best BT6920 về thì mình mở ra mình test luôn, test khúc karaoke, sau rồi mình test nhạc, cuối cùng mình sẽ review chi tiết về cấu hình cũng như thông số kỹ thuật nhé. Đầu tiên mình đã kết nối cái loa rồi, Bluetooth này, tên Bluetooth của nó đây, đã kết nối đây mọi người nè. Rồi mình sẽ hát với các nút chuẩn như thế này, mọi người có thể xem gần lại, bước qua đời nhau nha. Alo 6767, alo 67, linh linh 67. Mình bước qua đời nhau để làm nhau đau, để làm nhau không gặp nhau không muốn chẳng. Mình bước qua đời nhau để lại thương đau, để lại vết sâu có xóa mơ được đâu. Mình đang từng hạnh phúc phải không em ơi, mình từng chung lối khổ đau lẫn tiếng cười. Mình đã luôn từng nói à không thể chưa, mình từng thế ngược mãi không bao giờ xa, mà cứ sao ta giờ đây vượt qua đời nhau. Và chắc chúng ta phải đau như không vì nhau, và nhớ khi xưa em thấy kiếp nối luôn về ngày xưa, vội vàng quá nên ta lại mất nhau. Bài này Lê Bảo Bình hát hay quá, mà hát cao quá mình hát không nổi, hát khúc cho người nghe vậy thôi ha, để chúng ta biết được chất âm micro. Mình sẽ thử test từng tiếng của micro, sau đó mình sẽ test nhạc nha. Alo 1 2 6 7 6, hiện tại volume micro đang là khoảng 40% rồi nè. Này mic chép là 50 55, mic bass 45, echo delay đó là khoảng echo delay khoảng 40 á, mình đi xa rồi nha. Nếu giọng ai giọng những người lớn hơn chút cần vang nhiều để hát những bài vang nhiều thì chúng ta tăng vang lên. Tình như lá bay xa, nay lạnh lùng băng giá. 6767, 1267, 61267, linh 67. Ok, rồi. Sau khi test mic rồi, mình sẽ đánh nhạc cho mọi người nha. Mọi người nghe thử nha. Dòng này cái đặc biệt của mọi người để ý đây nè. Kia ở phía sau nó rất là sâu. Cái thùng á, cái chiều sâu nó rất là dài. Đó, nó dài hơn chiều ngang luôn. Đó là điểm đặc biệt ở cái loa này. Rồi. Mình sẽ test thử một vài bài là lạ cho người nghe thôi nha. Đó. Đây, bài này của Như Quỳnh, Nhạc Hoa, lời Việt. Rồi. Mình sẽ test thử. Bài này giọng của Như Quỳnh thì mình test chép là chính đúng không? Đó, mọi người có thể nghe cảm nhận được rồi. Bây giờ mình sẽ test một bài để nghe cái bass nó rẻ hơn. Đấy, rồi. Vô.
bài nhạc sóng mọi người nha. Bây giờ là mình tới nhạc guitar thử nha. Nhiều thể loại nha. Nãy giờ mọi người nghe mọi người cảm nhận thế nào? Chúng ta có thể chia sẻ quan điểm ở bên dưới nha. Nhạc ra không lời nè. Bài này mới ra luôn. Chưa nghe lần nào luôn, mở đại luôn mọi người nha. Đúng. Sướng rợn người đó mọi người. Cái mình thấy cái dòng này nó hợp nhất với cái dòng nhạc mình vừa nghe đó mọi người, nhạc hòa tấu mà nghe nhẹ nhẹ buổi sáng á, như cái kiểu nãy đâu rồi đây, kiểu nhạc rumba tango, những cái bài nhạc xưa như vậy mình nghe nó rất là thích. Rồi bây giờ mình sẽ review chi tiết về cấu hình của nó cho mọi người xem thử nha. Đây chúng ta cân nặng của nó thì mình chưa đo, rồi mình sẽ để cân nặng đây nha, mình tìm hiểu mình để cân nặng đây nha. Rồi chiều ngang của nó là 52, chiều sau chắc dài hơn chiều ngang quá, chiều sau là 54 rồi nè. Cái chiều này nó sâu thì thiết kế sâu thì nó sẽ thường thì cái tiếng nó sẽ sâu hơn mọi người. Chiều cao nè, chiều cao nó 84.5. Bass này thì chắc chắn là bass 45 rồi. Bass này là bass 45. Hầu như những cái lo bass bây giờ là một là bass 38 và hai là bass 45 thì nó sản xuất theo số lượng đi. Đây có một lo chung, người thể gần lại. Đây có một lo chép. Còn đây là cái mặt lưới của nó mọi người nè. Mặt lưới của nó làm theo hình một hai hình ngũ giác nè. Đó. Màu sơn này là màu sơn kiểu màu nâu đồng đó mọi người. Màu nâu đồng, màu này cũng lạ nè. Đó. Trước giờ thấy một là màu vàng, hai là màu vàng chìm, ba là màu nâu đậm luôn, còn này là màu nâu đồng, nó giống giống kiểu điện thoại á. Đó, còn đây là lớp sơn của gỗ, mọi người có thể xem đây, sơn gỗ đây, rồi, đó. Rồi sau đó có tay kéo, hai bên có tay sách, dưới có để chúng ta dễ đẩy đi. Đó. Rồi đây là cái bo mạch của nó mọi người nè, là bo mạch của lo. Đây, đây những chức năng nè, volume, bass, chép, đó là của nhạc nè. Mid delay, echo, mid bass, mid chép, mid vô là của micro thì như bình thường, những cái loa 4-5 tấc bình thường. Rồi có hai cổng guitar để chúng ta có thể chơi được một lần hai cái guitar nha, rất là tiện đó. Tiện khi chúng ta một guitar đệm, một guitar đàn đó, hai cái micro cổng audio. Rồi này điện trực tiếp 3 gạch, ok. EQ thì mình mở nhạc mình thử thôi nha. Cái này thì sao, hàng nó mới về đây luôn mọi người nè. Bây giờ mọi người để ý nè, 8 giờ mấy rồi, gần Tết rồi nên là nhiều đơn hàng nhiều, nên là giờ mình mới quay được cho mọi người đây. 8:17 thử EQ nó như thế nào nha. EQ chắc là cắm của USB quá, ở đây nó không có hoạt động. Không. Nhấn EQ xong là bật ở đây. Bass nhiều nè mọi người nè, cái này để cho ai thích bass nhiều. Cái này là bình thường. Ok. Rồi. Đây là người xem nha, đây là hãng Bass, model là 6920. Đó. Cái này ở công ty Hoàng Phi Hưng ở Hóc Môn. Rồi. Cái thùng của nó đây mọi người nè. Thì nó có dán đây luôn. Ok. Nãy giờ thì mình đã review, đã test cho mọi người rồi. Nếu ai thích dòng loa này hoặc là thích rất là nhiều loa ở đây thì có thể đến địa chỉ số 4 Tân Hải, Tân Bình để mình nghe qua trực tiếp nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều, mọi người thấy video hay
nhớ nhấn like, đăng ký kênh để có nhận những video mới nhất. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.